Cách đầu tư ớt không phụ thuộc vào giá, không bị lỗ vốn, nông dân hỏi, Fino trả lời. Cái này là quá ấm thú chạy tao nhậu, từ này không có thôi mà đi giá ớt quá rẻ nhậu luôn, có 10.000 ký. Trời ơi, anh quan trọng á, em nói anh nè, nếu như xét về chuyện đầu tư á nha, là anh phải chừa một cái gọi là vốn duy trì. Nghe là cái chuyện đầu tư nhưng mà anh phải bỏ heo là một cái chuyện vốn duy trì, là cho những cái giai đoạn mà ớt thấp này nè, có thể anh què vốn hoặc là anh lỗ 1-2.000 cũng được. À, rồi xong, cái thứ hai là anh kéo dài cái thời gian ăn ra nhiều nhất có thể, giống như ta đi hái trái mà anh cầm cái lưới ở dưới anh hứng đi, anh kéo cái lưới đó nó dài ra thì anh hứng được nhiều trái kiểu vậy, miễn mà tổng vụ mình lời là được. Tại vì cái chuyện mà giá lên giá xuống á, thì cái đó là hàng năm rồi, quan trọng là mình kéo dài cái thời gian ăn ra nhiều nhất có thể, thì nó xuống thì mình có thể lỗ 1-2.000 hoặc về vốn, nhưng mà khi nó lên gấp đôi gấp ba mà thì lo gì. Phải chi mà hôm bữa dạng như mình giải phân nó cũng rất là ít, mình phun tôm cá hay là mình phun chằng nó, mình dưỡng nó, đợi tới khi mà như những thời gian này nè, bắt đầu mình mới kích lên trở lại nè, là ngon ăn. Thì dù sao anh cứ chơi cái bài đó, có nghĩa là mình chỉ kéo dài cái thời gian ăn ra nhiều nhất có thể, giá rẻ thì ít món ăn lại, gắt nhẹ nhẹ thôi, phun dưỡng nó thôi, thì mình cho mình quầy vốn đó. Nhưng mà mình nhắm tới là cái thời gian mà giá nó lên là mình vẫn còn hết, nhưng người ta nhổ mất tiêu. Không tin mời mốt giá nó lên nè, anh ra đồng anh nhìn nó thấy đùi ông nào cũng đỡ chát hết trơn á, tức á dỗ đùi thịt nè. Nhưng mà cái này nói thiệt là anh kéo dài thời gian ăn ra đi, hiếm khi nào mà lỗ lắm. Mình đầu tư ít phân hơn người ta nè, rồi ít sâu ít bệnh hơn, mình ít tốn thuốc hơn người ta nè, thì kéo dài thời gian ăn ra là cỡ nào cỡ cũng không lỗ, chứ đừng anh đừng có nản. Dạ.